Xin chào bà con. Nay xin giới thiệu với bà con về cái vòi tưới nước đa năng hàng hợp kim nhôm mạ inox của Nhật Bản này. Rất thuận tiện trong việc chăm sóc vườn cây ăn trái của các bạn này. Như thế này, phun như thế này là phun xa này. Đấy, trước kia chưa có cái vòi này, các bạn cứ phải bóp đầu ống nước như vậy thì rất là mỏi tay và không thể phun xa được như thế này. Nhưng với cái vòi này thì các bạn không cần phải bóp đầu ống nước nữa mà các bạn có thể điều chỉnh toàn bộ trên vòi. Đấy, rất thích hợp. Đấy, lúc phun gần này thì các bạn điều chỉnh doa như thế này. Phun toàn bộ lên thân cây như thế này thì có thể là sẽ xua đuổi được côn trùng ở trên cây này, làm ung trứng sâu bệnh ở trên cây này, và đồng thời sạch lá cây, tạo điều kiện cho quang hợp rất là tốt. Đấy. À, phun xuống đất thì tạo điều kiện cho phân nó tan ra này. Đấy, nhất là cho ăn phân, phân nó tan ra thì các bạn thấy là nó sẽ đỡ bị hao tổn mất phân. Đấy, rất thuận tiện trong việc chăm sóc vườn cây. Đấy, thích phun cao, phun xa, phun gần đều được hết. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình. Đấy, có đủ các loại, các kích cỡ từ 21 cho tới tận 50. Đấy, các bạn thấy là rất là thuận tiện. Trước kia chưa vòi này cứ phải bóp như vậy rất là mỏi tay. Xin chào các bạn.